Trương Mỹ Lan tìm giải pháp khắc phục thiệt hại nhưng chưa thể hiện bằng thực tế. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Trương Mỹ Lan đã hết sức phối hợp với luật sư, gia đình tìm giải pháp, có nguồn tiền khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đến thời điểm này, những biện pháp đó chỉ là phương án, giải pháp, chưa thể hiện thực tế. Ngày 10 tháng 10 là ngày thứ 14 xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 30.869 tỷ đồng của trái chủ, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới khoảng 106.730 tỷ đồng. Đây là giai đoạn 2 của vụ án sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Giai đoạn 1 của vụ án đã được Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm hồi tháng 4 năm 2024 và tòa tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan án tử hình vì chiếm đoạt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, SCB, hơn 677.000 tỷ đồng. Vụ án giai đoạn 1 đang chờ xét xử phúc thẩm. Bị cáo Trương Mỹ Lan trong phiên tòa chiều ngày 10 tháng 10 trong ngày thứ 14 xét xử giai đoạn 2. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát đã đối đáp lại các quan điểm bào chữa của luật sư về vai trò của bị cáo Trương Mỹ Lan ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi đưa ra chủ trương phát hành 25 gói trái phiếu khống, theo Viện Kiểm sát, quá trình thẩm vấn thể hiện Trương Mỹ Lan là người đưa ra chủ trương chỉ đạo phát hành trái phiếu, các bị cáo đồng phạm chỉ làm theo chỉ đạo của Lan và làm công ăn lương. Trương Mỹ Lan bị đề nghị án chung thân, bồi thư nơ dê số tiền siêu khủng. Theo đó, các bị cáo lập hợp đồng khống, nộp chứng từ khống, sử dụng tiền trái phiếu trái mục đích, sử dụng gói trái phiếu sau trả lãi cho gói trái phiếu trước. Sâu chuỗi các vấn đề trên thể hiện mất khả năng thanh khoản các gói trái phiếu, chứng tỏ ý thức chiếm đoạt tiền của bị cáo Lan, đại diện Viện Kiểm sát nêu. Cũng theo Viện Kiểm sát, khi luận tội, cơ quan công tố đã phân hóa vai trò từng bị cáo, trong đó xác định bị cáo Lan có vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm chính trong vụ án giai đoạn 2, đồng thời phải bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 30.869 tỷ đồng là có căn cứ. Đại diện Viện Kiểm sát cũng cho rằng, mặc dù trong quá trình điều tra, xét xử giai đoạn 2, dưới sự hỗ trợ của luật sư, bị cáo Lan đã hết sức phối hợp với luật sư, gia đình tìm giải pháp, có nguồn tiền khắc phục. Tuy nhiên, đến thời điểm này, những biện pháp đó chỉ là phương án, giải pháp, chưa thể hiện thực tế. Ngoài ra, về đề nghị hội đồng xét xử tuyên Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Viện Kiểm sát đánh giá với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi lừa đảo trong vụ án này, Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án cao nhất, nghiêm khắc nhất trong tội lừa đảo là tù chung thân, nhưng điều này không có nghĩa Viện Kiểm sát không ghi nhận tình tiết giảm nhẹ, thái độ, ý thức của bị cáo Lan. Tuy vậy, xét tính chất, mức độ và hậu quả quá lớn, chúng tôi thấy rằng vẫn phải áp dụng mức hình phạt cao nhất, nghiêm khắc nhất, Viện Kiểm sát lập luận. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát ghi nhận thêm một số tình tiết giảm nhẹ cho một số bị cáo, từ đó đề nghị hội đồng xét xử giảm một phần hình phạt. Trước đó, ngày 4 tháng 10, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12, 13 năm tù về tội rửa tiền, 8, 9 năm tù về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Tổng hợp hình phạt là tù chung thân, buộc bị cáo Lan bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 30.869 tỷ đồng. 33 bị cáo đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan bị Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên từ 2 năm tù đến 27 năm tù.